Ơi, chào mọi người. Em Linh, kênh Lời Nhật Bản. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nay em tiếp tục giới thiệu mọi người một ít mặt hàng. Mọi người tham khảo nha. Mọi người coi cái nào nó phù hợp với công việc cũng như sở thích của mình thì mọi người điện thoại hoặc nhắn tin để đặt hàng nha. Chào lưu ý mọi người là khi đặt hàng thành công rồi thì mọi người gửi luôn địa chỉ cho em nha. Nếu như đặt hàng thành công mà không có địa chỉ thì coi như là chưa hợp lệ nha mọi người. Em có thể bán cho người khác. Chờ em giữ hàng cho mọi người đến 10 giờ trưa ngày mai để mọi người sắp xếp chuyển khoản cho em ha. Thanh toán chuyển khoản nha mọi người. Chuyển khoản em bao ship. Tất cả đây chuyển khoản em bao ship nha. Rồi em lưu ý mọi người một cái vấn đề là khi đặt hàng, mọi người đừng có hỏi em là cái đó còn không, hay cái này còn không, thì em vẫn trả lời là còn. Ví dụ như còn em vẫn trả lời còn, bán rồi em vẫn trả lời bán rồi, nhưng mà không có nghĩa là em chốt nha mọi người. Như vậy là chưa có chốt nha. Em trả lời cho mọi người xong em sẽ đi trả lời tin nhắn cho chú bác anh em khác. Nếu mọi người không chốt lúc đó thì lúc mà mọi người quay trở lại mọi người chốt á, thì có thể là món hàng đó em bán rồi nha. Thì mong mọi người lưu ý cái vấn đề đó. Rồi mọi vấn đề mua bán khác mình trao đổi sau nha mọi người. Em miêu tả chi tiết. Thì hôm qua nhẹ nhàng, ngày nay nay đầu nặng nha mọi người. Nay quay lại đồ nghề nha. Nói đó chứ cũng ráng kiếm đồ nghề về giới thiệu mọi người. Bỏ không được. Chắn đó là thấy nhớ. Hôm nay em lên video số 143, 144. Thì mọi người đặt hàng mọi người chỉ cần nhắn mã số, ví dụ như cái này 4401, chỉ cần nhắn là tôi chốt 4401. Như vậy là ok. Không cần mấy ngày tháng năm sinh nhớ đó. Rồi, 4401 200.000 lại kèm cộng lực. Cắt đinh cộng lực. Ha, mini. Ha, kích thước là 2.5 đó mọi người. Ủa, 2.1 nha. Cái lưỡi của nó được 1.5. Cái lưỡi cạp nó được 1.5. 200.000 bao ship 4401. Hit Japan nha. Đây còn rất là đẹp nha. Japan nè. Lưỡi nó đây. Cắt đinh đồ nha mọi người. Cắt đinh, cắt kẽm đồ vô tư ha. Cắt nổi dây điện đi. Ha. Vỏ còn đẹp. Rồi 4401 200.000. Có mấy cây cộng lực mọi người. Đủ xây đủ kiểu đó. Tiếp tục là một cây cộng lực. Cây này thì lưỡi xéo. Lưỡi xéo nha mọi người. Cây này thì của thằng Ba Bít á. 220.000. Chuyển khoản bao ship. Cái này cán thép luôn, không có vỏ nha mọi người. Cái này cái lọ của nó là không có vỏ nha. Khóa đây. Mở ra. À. Kích thước 200mm, CN 200 nè. Cũng 2.1. À, lưỡi đây. Cắt đinh, cắt lưới B40 rồi nha mọi người. Rồi lưỡi còn đẹp, em khỏi test luôn nha. Còn đẹp á. 220.000. 4402 220 chuyển khoản bao ship. Tiếp tục là một cây cộng lực, nhưng mà cây này là 300mm.
của thằng MCC. Nó cắt được cáp 50mm nè mọi người, made in Japan nha. Cán nhôm 300mm ha, còn đẹp nha. Japan, cán nhôm nha mọi người. Lưỡi nó còn nguyên zin nha. Nha. Không nhâm không mẻ nha mọi người. Cán thì còn nước sơn đầy đủ. Còn đẹp ha. Rồi, 4403, 300.000. Không bốn. 4404 là cái gì? Tự nhiên 04 là cái à. Tại cái này mọi người. Cây cây này cũng luôn nha, cũng long nha. Cây cắt cắt sắt. Ha, à, cây này cái miệng này về đây, cái lưỡi nó về đây mọi người. Cây này nào giờ em mới gặp nha. Kích thước là 600mm ha. 4404 700.000. 6 tấc nha mọi người. Đây lưỡi nó về đây. Cái này nó thiết kế về đây mọi người. Cái dạng về ha, tròn về luôn nha. Mình để cái sắt vô luôn ha. Để em đo coi nó cái đó nó được bao nhiêu. Dài quá. Mười một ly rưỡi mọi người, đường kính nó 11.5 12 á, 11.5 thôi nha. Cắt sắt 10 vô tư nha. Đây lưỡi nó về đây mọi người ha, lưỡi nó thiết kế như vậy ha. Đó, rất là dày nha, em đo cái độ dày của nó coi. Nó về một phân nha. Nó về một phân nha mọi người. 10 ly. À, lưỡi còn đẹp nha. Lưỡi không nhâm không mẻ nha mọi người. À, một bên nó thì nó quét tròn. Còn một lưỡi thì nó bằng nè. Dấu này dấu em cắt dây điện thôi. Đó. Cộng lực nha. Thiết kế cộng lực nha mọi người. Có mấy ngóc để chỉnh nè, chỉnh cái độ hở của lưỡi mọi người, về mọi người nghiên cứu ha. Cán thì còn đẹp, không móp méo, không cong vênh gì hết luôn. Tay cầm cao su còn liền lạc luôn, rất là nặng nha mọi người. Thấy cái lưỡi nó da nhiệt không, cái chỗ lưỡi cắt nè ha. Rồi 4404 giá 700.000, chuyển khoản em bao xếp luôn, rất là nặng luôn. Bốn bốn không năm là một cái kìm mẫu quạ cũng tốt và một cái mẫu lết tốt luôn. 380.000 bao xếp. Cây mỏ lết, mỏ lết đời mới nha mọi người ha. À, nó mở được từ 7 tới 26mm. Tối thiểu là 7. Tốt ha, Japan. Còn đẹp nha. Đây, môi má nó đây. Nó khép cho tối thiểu là 7 ly nha mọi người. Còn mở tối đa là 26 ly nha. Đây ngàm đây. Chưa xài ha. Kích thước 1 tấc rưỡi á.
tắc 6, 162 ly, 63 ly. Không gơ lắc nha mọi người. Ha. Không gơ lắc nha. Rồi cái kìm mổ quạt. Top. Japan kích thước 250 ml. Còn mới đẹp. Rõ còn liền lạc. Răng còn lìa, răng còn liền lạc ha mọi người. Như mới nha. Cái này nó kẹp tối đa chắc cũng từ 45 ly. 45 ly á. Rồi hai sản phẩm. 4405 380.000. Tiếp tục. Là một cái kìm mổ quạt của thằng Canibet. Kìm mổ quạt Canibet kích thước 2.5 của Đức cho mọi người. À, 4406 380.000. Cái này nó kẹp 40 bốn mấy mọi người. 40. Kẹp được 40 ly nha. Đây à, cái này nó có thể kẹp ống tròn nè. Ốc nè, ống vuông nè. Bốn bốn không sáu 380.000. 4407 là cái cây thước cúc vuông xin qua. Cây đời cổ rồi mọi người, số cũng còn khá rõ ràng. Cây mà có chữ xin qua là đời cổ nè. Nha, còn thẳng tốn đẹp ha. Rồi cái thước này 4407 300.000. Chuyển khoản em bao ship. Rồi kéo 4408 220.000. Là cái kéo cắt giải thương hiệu Zenship Stainless Japan. Thép không rỉ. Cán có lòng nhựa, kéo cắt giải nha mọi người. Cắt thử miếng giải này coi. Cắt thiệt luôn chứ không phải cắt thử nha. Bán tới mũi nha mọi người. À. Đây lưỡi nó đây. Lưỡi còn sáng đẹp. Cây này cũng khá dài nha mọi người. Dài 2.5. Lưỡi cắt nó được 1 tấc. 4408 220.000. Chuyển khoản bao ship. Đây có tem mạc kiểu nó này nè, tay lo vậy nó mọi người. Tiếp tục là kéo. 4409 lại kéo bếp. 220.000. Kéo này có thương hiệu này của Mỹ. US nha mọi người, của Mỹ nha. Stainless.
kéo bếp nha, kéo đa năng. Nó dài 2 tấc, 2 tấc. Cắt xương, cắt rau cải, cắt nói chung là để trong bếp mà muốn cắt gì cắt ha. Cái này khui nắp nè, khui dạng như khui nước ngọt mọi người. Rồi kẹp càng cua ha, rồi khui nắp hộp nè. bốn bốn không chín hai trăm hai mươi ngàn lại là một cái kéo bếp đa năng 220 ngàn, chuyển khoản bao ship. Cây này thì của Đức, cây này của Đức nha mọi người, logo hình hai người này ha, gặp mini nè, chỗ này nó bị ố, nó bị ố nên khó thấy ha, còn lưỡi thì còn sáng đẹp. Thiết kế thì y chang như cây của Mỹ ha. À, lưỡi cũng vậy thôi, lưỡi ăn cưa ha. Kích thước cũng 2 tấc mọi người, cũng bằng bằng nhau ha, cũng 2 tấc nè. 4410 220 ngàn, chuyển khoản bao ship luôn. Chung clip này là bao ship hết nha mọi người. 4411 là cái combo bonsai, một cái kéo cắt cành thép không rỉ ha, stainless steel, và một cây tỉa chồi tỉa lá đồ chơi. Cái tỉa chồi này rồi 4411 370 ngàn, cái đĩa chòi này của thằng Tunland New Zealand ha, cán nhựa. Đĩa chòi đĩa lá rồi mọi người, lưỡi nó về đây mọi người. Có khóa nè, khóa sau đuôi nè. Cây nó dài 1 tấc 9. Rồi cây cắt cành thép không rỉ, nó dài 2 tấc. Nó để là thép không rỉ mọi người, mà không biết cái nào là không rỉ, lưỡi hay là cán. Cán thì chắc chắn là không rỉ rồi nè. Đó. Lưỡi thì nó chắc cái dạng như là thép carbon thôi nha. Cái khóa này nguyên bản của nó là nó bị gãy mất cái lá thép rồi mọi người nha, em phải hy sinh một cái lá thép của một cái cây khác, em lấy riêu em rút nè ha. Đó, còn đẹp, ngoài anh còn đẹp. Lưỡi này chắc lưỡi thép không rỉ luôn mọi người. Lưỡi cũng còn khá đẹp. Ở trên đây nè, nó có in laser 2 cái chữ nè mọi người, mà em vệ sinh nó bay nè. Đó, mọi người thấy ha. Còn mờ mờ nè. Tay trái nha. Tay trái thì em cắt cho chơi cho mọi người coi thôi ha. Đó, cành khô ha. Kéo các cành này tay trái khó cắt nha mọi người. Nghe lưỡi đây.
nó bị nổ nè. Cán này đẹp quá. Rồi hai cây bán rẻ mọi người xài luôn. 4411 370.000, chuyển khoản bao xếp. 4412 cây cưa gấp của thằng ARS 250.000, chuyển khoản bao xếp. Cưa gấp lưỡi dài 1.8 mọi người, V18 nữa ha. Mấy cây này quen thuộc rồi. Đó, cán nhựa, nhựa ABS ha. Cây này cái lưỡi còn long lanh luôn ha. Lưỡi còn đẹp long lanh luôn nha mọi người. Giống như chưa có xài luôn á. Nha, còn rất là bán luôn nha. ARS nè. Cán còn liền làng hết, chỉ bị chạy chụa thôi. Lưỡi dài 1.8 nha mọi người. Để thông số nó P18 là lưỡi dài 1.8 á. Còn tổng dài là 4.1. Quá. Hai cây này còn rất là mới nha. ARS made in Japan nha. Bốn bốn một hai hai trăm rưỡi bao ship. 4413 đây, một con dao phong cách sơn cước, dao đi rừng có vỏ luôn. Dao còn đẹp, dao còn rất là đẹp luôn nè. Thép hai lớp nha mọi người, thép ghép nha mọi người, thép ghép nha nha. Còn rất là đẹp nha, không có chữ, nó chỉ có cái hiệu trên đây thôi. Em vệ sinh nó nhầy nhụa em lột luôn rồi đó. Lưỡi nó còn đẹp nha, em mài sơ qua rồi. Nè, còn bề mặt thép nó không có bị rỗ luôn nha mọi người, nó chỉ bị nhâm li ti thôi nha. Sống lưng nè, sống lưng thì còn không có bị đập luôn á nè. Nó vát góc đây một xíu nè, vát góc đây nè. Bên đây có một đường khuyết vô. Cán còn liền lạc hết luôn, cây này mới to luôn á. Cây này là chưa có xài luôn á. Cây này thì cái lưỡi nó là lưỡi 1.7. Tổng dài là 3.5. Lưỡi dài 5.5. Lưỡi thép ghép nha mọi người, thép ghép nha. Rồi quên đo cái bản lưỡi cho mọi người coi nữa. Bản lưỡi khúc trong là 4 phân, khúc ngoài là 5 phân 2. Test sơ cho mọi người coi cái nha. Đây, mài khá bán rồi nha. Ha, về xài thôi. Khá bán rồi mọi người. Vắt một mặt nha. Dao chặt nên em cũng không có mài mỏng lắm đâu. Rồi, nó có luôn cái vỏ mọi người. Vỏ này ha. Vỏ gỗ bọc da. Da này thấy cũng đẹp lắm. Mà không biết da xịn hay là dầm da vỏ không biết. Rồi con này 4413 500.000. Da này chắc cũng da tốt nè. Cái này da dỏm nè, trên này da dỏm nè, da giả nè. Vì cái này nó chóc trước nè ha. Mấy cái này nó chóc trước nè, cọng này còn nguyên à. Nè. Da này da xịn nha. Da xịn nó mới còn tới giờ nè mọi người. Rồi. Đây, lại một em phong cách sơn cước á.
44 13 500 ngàn. Là con dao này. Dao này là dao chưa có xài. Dao này giả đa mà kết. Cái dao này chưa xài nha mọi người. Dao này thì nó để như vậy nè. Đó, Siki Japan á, made in Japan. Nhưng mà em nghĩ chứ con này chắc không phải là dao chính hãng đâu. Một là Đài Loan hay Trung Quốc gì nó làm á, nhưng mà nó làm rất là đẹp nha mọi người. Làm rất là đẹp nha. Ha. Rất là bén luôn. Rất là bén nha. Thiết kế nè, nguyên khối nha. Cán thì cán gỗ tổng hợp, gỗ công nghiệp mọi người. Đuôi cán có cái chụp luôn. Con này thì cái lưỡi của nó là 20,5 cm. Nó dài nguyên cây là 33,5 cm. Bề bản lưỡi khúc trong là 4 phân rưỡi. Hai dao chưa xài, cực kỳ bén luôn. Chỉ cần để nhẹ lên thôi mọi người ha. Chỉ cần để nhẹ lên thôi là đứt à. Không cần phải dùng lực luôn á. Giả đa ma kết, nhìn rất là đẹp. Dao này mọi người cắt thịt bò ha, thái thịt bò rồi, thái thịt heo rồi. Nó ngọt như là cắt nước vậy. Bốn bốn mười bốn 280 ngàn, chuyển khoản bao ship. 44 15 là bình giữ nhiệt, bình nước. Bình này 1 lít 2, lít 2 nha mọi người, made in Japan. Vỏ là sơn, sơn á, sơn xanh nhất. Có tay tay sắt, không bị móp méo gì hết nha mọi người. Chỉ bị chày sơn thôi, không móp nha. Đây thương hiệu nó đây, cho móp. Nắp ha, này uống ha, uống trực tiếp nha mọi người, uống trực tiếp hoặc là gót ha. Đây ron đây, còn mới tên luôn. Rồi bên trong ở đây sáng bóng luôn nha mọi người ha. Trong sáng bóng rồi. 1 lít 2, 1 lít 2 nha mọi người. Cái nắp có bị móp, móp đây xíu. Còn cái thân thì còn lành lặn hết, không bị móp. 44 15, 380 ngàn. Lít 2. Nó cao khoảng 3 tấc 1 mọi người. 3 tấc 1 ha. Đường kính nó khoảng 9 phân rưỡi. Đường kính nó khoảng 9 phân rưỡi. Rồi cái bình 44 15, 380 ngàn. Cái búa nhổ đinh. Búa này sai cũng sai chung á. 5 lạng rưỡi. Nặng 5 lạng rưỡi mọi người. Búa của Đốc Du á. Đây, Đốc Du nè. Cán sợi thủy tinh. Sợi thủy tinh. Tay cầm bọc nhựa ha. Còn liên lạc hết nha mọi người. Ha, made in Japan ha. Cán còn bọc nhựa thì còn đẹp nha, nhựa nhám. Cầm rất là êm tay nha. Đó. Đây, cán sợi thủy tinh. Bị dập chỗ này một xíu thôi, dập cạnh chỗ này một xíu thôi ha.
đó. Còn lại liên lạc hết. Đầu búa, đầu búa là sọc caro. Cây này không biết có xài chưa, chắc chắc chưa. Caro này nó có hai loại nha mọi người, một loại là đinh nhọn, một loại là đinh bằng nha. Ha, cái này là đinh bằng nè, đó, này giống như chưa xài luôn nha. Ha, cái đường viền xung quanh đầu búa này mọi người thấy không, không có dấu luôn nha. Còn thấy những cái đường phay mà cái đường tròn á mọi người nè, giống kiểu như vân tay mình đó. Đó, đó, hàng mắt này thì có bị cắn chút xíu. Mắt đây thì đẹp long lanh. Đầu cổ nó, đầu nhũ đinh chưa có xài luôn nha. Ha, da nhiệt mọi người thấy không? Da nhiệt ha. Đó, đầu búa cũng vậy nè. Da nhiệt đen thùi á. Đó. Chữ đất vua nè mọi người. Dài, cây này rất là dài luôn. Nó dài tới 3 tấc 9 nha mọi người. Dài tới 3 tấc 9 nha. Đầu búa nó dài là 13/2. 13/2 gần 13/2 nha. Đường kính đầu búa là 2/7, đường kính đầu búa là 2/7 nha. Nặng 5 lạng rưỡi, 44/16, 320.000, chuyển khoản bao ship. .44/17 là cây búa cao su giảm sốc và tăng lực nén. Ở trong đây nó có cái gì trong này mọi người không biết, cái gì trong này á, kiểu như mình đóng á, là ở trong này nó kiểu như nó tăng thêm cái lực đó mọi người. Nó giảm sốc tức là mình đóng nó sẽ không có bị chạy đầu búa, tại vì khi mình đập xuống á, là cái vật liệu ở trong á nó chỉ dồn xuống, nó tạo ra một cái lực nó đè lại, nó kêu bằng là giảm sốc, ha, giảm sốc và tăng lực. Đó, búa này có xài lướt thôi nè, có dấu vài dấu ha, một đầu màu à, còn đầu đây còn nguyên, nó nguyên khối bằng nhựa hết nha mọi người. Hình như ở trong này là cốt thép, ở trong này là cốt thép, rồi nó ốp nó đổ nhựa ở ngoài ha, còn liền lạc hết nha. 44/17, 320.000. Nó nặng 5 lạng 8. Nặng 5 lạng 8 nha mọi người. Sốc lép nè. Búa giảm sốc á, búa cao su giảm sốc. Nó sử dụng được trong điều kiện là -20°C và đến tối đa là 90°C. Còn liên lạc hết nha mọi người, rất là đẹp luôn nha. Cán nó làm sọc caro nè, cầm rất là bám tay. Và có thiết kế cái gù để chống tuột ha. Cây này thì nó không để ra ban nữa chân nha mọi người, nó chỉ để như vậy thôi nha. Nó dài 3 tấc. Đầu búa 9 phân, dài 9 phân. Đường kính khoảng 4/5. .44/17 giá 320.000. .44/18, hai cây búa luôn, cao su luôn. Một cái nguyên khối giống như cây 17, một cây thì cán gỗ. Cây nguyên khối này thì nhỏ à. Cây nguyên khối này 3 lạng 7. Nó nặng 3 lạng 7. Nó cũng có vật liệu ở trong đó mọi người. Nó cũng có cái gì trong á. Cát hay sỏi gì đó.
nó dài có 27 phân rưỡi à, đầu búa dài cũng 9 phân, đường kính đầu búa 3 phân rưỡi nha. Nó cũng là búa giảm sốc, búa giảm sốc ha. Đây thương hiệu ở đây Style 35. Cái này thì không thấy chữ Nhật chữ gì trơn á, này chắc của Đài Loan hay Trung Quốc gì đó. Thì thiết kế cũng giống như cây kia thôi, nguyên khối vậy ha. Cây này thì chưa có xài, cây này thì không có dấu gì hết á. À, còn liên lạc hết luôn, thiết kế cũng tương tự như cây nãy á. Rồi một cây, rồi cây này của Nhật nè, cây này có thương hiệu nè, cán gỗ nè, Yota nha. Đó, cán gỗ. Ba lạng mốt. Cái này nặng 3 lạng mốt. Nó dài 3 tấc đúng, dài 3 tấc đúng. Đầu búa 8, dài 8 phân. Đường kính 5 phân, 4 phân 7, 4 phân 8. Cái này cũng có xài lướt, xài ít nha. Có xài nè, không có bị bể nha mọi người, chỉ có dấu thôi nha, đầu này chưa có dấu luôn đó. Cây này thì không có giảm sốc nè, cán này còn đẹp, liền đạt hết ha. Rồi hai cây 4418 giá 320 ngàn. 18 và 19. Cái bấm ghim. Cái bấm ghim mọi người, bấm gỗ, bấm giấy rồi ha. Cái này sản xuất ở quần đảo Anh. Made in Britain nè, quần đảo Anh nha. Thương hiệu resell nha, mới chưa có xài. Thân bằng nhựa ABS, tay cầm bằng nhựa luôn. Và nó có tặng kèm một cái hộp ghim. Ghim này là size 101/6, 101/6. Ghim này ngoài thị trường mình có bán mọi người. Cái ghim này nè, đây hộp ghim đó nè. Bóp này xuống mọi người, bóp xuống ha, rút ra rồi để ghim vô. À, đóng lại. Kiếm gì bấm. Không có gì để bấm hết. Có miếng gỗ, gỗ chặn cửa sổ của em nè ha. Đó. Khăn nhựa nha mọi người, nhựa ABS ha. Rồi 4419 220 ngàn, bao ship. Ba cái đầu búa của Ngô Hắc, ba cái đầu búa của Ngô Hắc 350 ngàn, chuyển khoản bao ship. Một cái bắt giác, một cái bi, một cái búa này không biết búa gì, ba cái của Ngô Hắc hết nha mọi người. Cái bắt giác này là 1 ký mốt,
Cái bi này thì nó để là 350g, 3/4 nè. Rồi cái nhỏ xíu này thì nó để xây 1/2. 1/2 như là 200g hay sao? 200g. Cái đầu nhỏ là 200g, đầu này 350g, đầu này 1 kg. Đầu bắt giác 1 kg ha. Một đầu quắt cao, một đầu phẳng. Ha, có hơi đổ đổ nhẹ thôi, không có nhiều. Rồi đầu quắt cao. Ha, đầu búa nó còn rất đẹp mọi người. Nó bị gãy cán, nó còn cái chút nêm của nó trong này luôn rồi. Ha, rồi đầu ký mốt nha. Rồi đầu búa bi. Xe 3/4 nè, 350g. Nó cũng còn cái chút nêm trong này luôn nè. OH, đây có chữ Japan luôn nè mọi người. Chữ Japan luôn ha. Đó, đầu bi. Đầu bi cũng còn tròn đẹp nha. Có mấy dấu cắn li ti thôi. Đầu đóng. Cũng còn khá đẹp. Rồi. Rồi cái đầu búa này á, cũng còn chút nêm luôn. Cái đầu này thì mọi người nhìn thấy cái chấn họ gia nhiệt nè ha. Búa Nhật nè ha, họ làm họ gia nhiệt hết trơn ha. Nè, cái đầu đóng dưới vậy là đen phùi nè. Đó. Cái này chắc để gõ sĩ hàng rồi mọi người, đóng đinh cúc rồi nè. Để em đo thử cái đầu đóng nó có bao nhiêu. Đầu đóng này nó được 1/2 á mọi người. 1/7 nha. Đóng đinh đinh cúc đinh chỉ rồi ha. Cái dài tấc 1, dài tấc 1. Cái đầu quay này thì nó dài 1 tấc. Đường kính nó được gần 3/2, 2/8. Đầu bắt giác khỏi đo đi nha. À, cũng còn đẹp. Còn đẹp nha. Đầu để gõ sĩ hàng rồi nè. Hoặc để mổ hay để gì đó. Nghe đầu đóng nè. Rồi ba cái đầu búa mọi người. Ba cái đầu búa này ký mốt 3,5 lạng hay lạng. Ký 350 ký ký rưỡi 50. Ký rưỡi 50. 4,4,20, 350.000. Bốn bốn hai một. Lại cái mỏ lết 300ml 12 inch của thằng Bahaco Thị Điển Made in Switzerland. Cái này còn đẹp long lanh luôn nha. 300ml nha mọi người. 12 inch. 12 inch là 300ml ha. Đây mua mép nó đây. Cái ngàm nó nè. Cây này giống như chưa có xài, họ quăng luôn mọi người, họ giục luôn á. Nè, không có gơ lắc luôn nha. Không gơ lắc luôn. Rất là nhẹ nhàng. Cái mã maximum được 34 ly nha mọi người. 34 ly. Chiều dài nó hơn 3 tấc luôn nè. 30,5 cm. Còn rất là đẹp nha. Hiếm gặp cái nào đẹp dài 3 tấc vậy lắm. Nè. Thích rịch nha mọi người. Cái ngàm của nó mọi người. Cái ngàm của nó cái này họ họ gia nhiệt mọi người thấy không? Ha. Gia nhiệt hay là họ họ ghép gì đó. Ghép hay là gia nhiệt em không biết. Nhưng mà nói chung là cái phần ngàm là nó là cứng nè. Đó, mọi người thấy cái chớn á. Chắc là gia nhiệt giống như mấy cái kèm điện đâu mọi người. Ha. Rất là đẹp nha. Bóng hớ luôn, còn bóng hớ luôn nha. Mặt thép nó không bị rỗ luôn.
4421 650.000. Rồi, cuối cùng là cái lưỡi rìu này. Lưỡi rìu đó là hàng độc. Hàng cực kỳ độc luôn mọi người. Lưỡi rìu khá khủng nha. Họ ghép thép mọi người thấy không? Ghép vô giữa này ha. Đó. Lưỡi rất là đẹp. Em mài sơ á, mài sơ rồi em dầu nhớt vô nè. Cái rìu này không biết cái thương hiệu nào em cũng không biết luôn á. Có cái hình làm như là cái con lười á mọi người. Họ dập cái hình giống như là hình con lười này ha. Cái con cù lần á, con cù lần á. Cù lần là con chuột gì đó. Không biết nữa. Chữ quá trời luôn nè, chữ dập xong ngoái luôn. Ở đây nè, mọc nguyên một hàng luôn nè. Nha, cây còn rất là mới nha. Rất là mới luôn. Đầu búa nè, còn nguyên trạng luôn. Đầu búa còn nguyên trạng luôn ha. Cái lưỡi này nó nặng 1 kg... 1 kg 90 g, 1090 g, 1090 g. Cái lưỡi của nó là 13 phân 8, gần 14 phân nha mọi người. Cái lưỡi nha, gần 14 phân nha. Cái rìu khủng nè. Chiều cao 16 phân. Đầu búa cạnh 3 phân rưỡi, cạnh 4 phân rưỡi ha. Cạnh nhỏ 3 phân rưỡi, cạnh lớn 4 phân rưỡi. Rất là đẹp nha. Rất là hiếm luôn nha. Hiếm gặp mấy cái đầu búa này mọi người. Đầu rìu ha. Lưỡi được cực kỳ đẹp nha. Rồi cái đầu rìu này 4422 700.000. Rồi hết rồi mọi người. Mọi người coi tham khảo nha. Có nào đó phù hợp công việc cũng như sở thích của mình thì điện thoại cũng nhắn tin đặt hàng nha mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người.